con ơi, nhà nhiều dép thế, cho cô một đôi nhá. Không được đâu, mẹ con bắn chết. Cho cô một đôi đi. Đây, nó rất may chứ là nhẹ. May quá, dép UC 85. Có đến bước trên chân, lại còn được cặp của đi nữa. Ơ, cái con này nó lừa mình à? Còn nó là săn lắm. Người đi được kiếm cái này về cho tao, ngày bán được 2-3 đôi xem thì chết đó cả lũ ạ. Giới thiệu mọi người nhé, dòng dép bên mình dòng chữ cái, cao 4 cm, đến một em chân, giá chỉ 65 ngàn, mọi người click vào giỏ hàng nhé. Tôi và bạn mỗi khi đi thi kiểu, thi toán. Chắc bây giờ nhá, các em còn 10 phút, ăn thôi, nộp bài hết đi. Ê Nhung ơi, chúng ta chết bài với, toang đùi chúng ta chết với. Không, thôi mà chúng ta chết đi. Lát về tao mua trà sữa thùng vi, rồi tao mua cho mày đôi dép chữ L, các đứng xem, để út em trần nhà chị bán dép đang sale có 65 ngàn thôi. Đây chết đi. Chết bài sướng thật đấy. Thi văn. Ê mày, sắp thi môn văn rồi mà tao chưa ôn gì cả. Tí mày cho tao chết với nhá, bữa trước tao cho mày chết môn toán nhớ. Đéo. Ơ kìa, sao lại vậy? Bữa mày chỉ ra khoanh bàn xe, tao say té le vì ông già đánh tao xương phù đi đây này. Thôi mà, tao cũng sai chứ bộ. Thôi chết đi. Ui, văn này hay thế nhở, đỉnh đấy. À, mà chết xong đi, đi mua cho tao đôi dép chữ C cao 4 cm để mua yên chân giá 65 ngàn nhá, dép tao đứt rồi. Ok ok. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắp 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 hai ba. Con vịt xẻ ra hai cái cánh. Các em hát hay vào để năm sau cô cho đi thi văn nghệ thôn nhé. Nghe bảo phần thưởng lớn lắm đấy, là một đôi dép chữ cái cao 4 cm để út êm chân có 65 nghìn thôi. Các em cố gắng đi. Đấy, phần thưởng thì cô nhận rồi nhá. Hát to theo tao nào. À không, theo cô nào. Một con vịt xẻ ra hai cây súng, nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng. Ô, nhưng cô ơi, vịt xòe cánh ra chứ. Đúng rồi á cô. Ô, cái bọn này bài nào mà chả là bài nhá. Hát mưa lên đi. Cô Hồng, cô lên phòng hiệu trưởng gặp tôi nhá. Học trò cho đàng hoàng, không mà tôi cho cô nghỉ việc đấy nhá. Về nhà bán dép chữ C cao 4 cm giá 65 nghìn đấy. Em làm gì vậy? Bắt chặt mà. Đứng lên. Chuyện này cứ để cho mẹ. Nào cầm nào. Cầm chắc thôi nhá. Học sinh miền Bắc và miền Nam đánh nhau kiểu miền Nam. Làm sao vậy? Thằng Đại cho đi, nó đăng tao. Nó thấy tao mua đôi dép chữ C cao 4 cm để mua em chân nhà chị bán dép có 65 ngàn nên nó cướp rồi. Thôi nín đi, tao có mua cho mày đôi dép mới nè. Nó làm việc sai trái thì sẽ bị ác giả ác báo. Mình đừng sân si tức giận là được rồi. Cảm ơn cậu. Miền Bắc.